Chúng con kính chào quý ông bà và anh chị em. Ngày hôm nay chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho các linh hồn Jacobe Nguyễn Đăng Tỏ, Giuse Đinh Khắc Thiện, Giuse Trần Văn Quang, Matthew Nguyễn Quảng, Maria Đỗ Thị Ninh, Maria Trương Thị Diễm, Maria Trương Thị Riễm, Mary Pascal Trần Thị An và các linh hồn. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa cùng anh chị em. Quý ông bà và anh chị em, chúng ta hãy ăn năn thống hối, xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm để chúng ta cùng xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Mắt ai trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã tôn vinh Đức Kitô và tuôn đổ ánh sáng Thánh Thần, hầu mở đường cho chúng con vào cuộc sống vĩnh cửu. Chúa đã ban ơn trọng đại này cho chúng con, xin cũng làm cho chúng con thêm lòng tin kính để phụng sự Chúa tận tình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, con Chúa, Chúa chúng con, Người là đấng hàng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách Công vụ Tông đồ. Hồi ấy, vua Áp-rít-ba và bà Bét-ni-kê đến Xê-gia-rê chào mừng ông Phét-tô, vì hai người ở lại đó nhiều ngày. Ông Phét-tô mới đem vụ ông Phao-lô ra trình bày với nhà vua. Ông nói: ở đây có một người tù ông Phê-líp để lại. Khi tôi tới Giê-ru-sa-lem, các thượng tế và các kỳ mục Do Thái đến kiện và xin tôi kết án người ấy. Tôi đã trả lời họ rằng người Roma không có lệ nộp bị cáo nào. Trước khi đương sự ra đối chất với nguyên cáo và được cơ hội biện hộ về lời tố cáo, vậy họ cùng đến đây với tôi và không chút trì hoãn. Ngày hôm sau, tôi ra ngồi tòa và truyền điệu đương sự đến. Đứng quanh đương sự, các nguyên cáo đã không đưa ra một tội trạng nào như tôi tưởng. Họ chỉ tranh luận với ông ta về một vấn đề liên quan đến tôn giáo riêng của họ và liên quan đến một ông Giê-xu nào đó đã chết mà ông Phao-lô quả quyết là vẫn sống. Phần tôi phân vân trước cuộc tranh luận về những chuyện ấy, tôi hỏi xem ông ta có muốn đi Giê-ru-sa-lem để được xử lại đó về vụ này không. Nhưng ông Phao-lô đã kháng cáo, xin dành vụ này cho Thánh Thượng xét xử,
nên tôi đã ra lệnh giữ ông ta lại cho đến khi giải lên hoàng đế. Đó là lời Chúa. Chúa đặt Ngài bao trên trời cao thâm. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi hãy chúc tụng thánh danh. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ khao quên mọi ân huệ của Người. Như trời xanh trời cao hơn mặt đất, tình Chúa thương kẻ thờ Người cung trời cao. Như đông đòi cách xa nhau ngàn dặm, tôi ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta. Chúa đặt Ngài bao trên trời cao thầm, quyền đế vương ba chủ muôn loài. Chúc tụng Chúa đi, hỡi muôn vị thiên sư, bậc anh hùng dũng mãnh thực hiện lời Người. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sau khi dùng bữa với các môn đệ tại biển hồ Tiberia, Đức Giêsu phục sinh hỏi ông Simon Phêrô: Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không? Ông đáp: Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy. Đức Giêsu nói với ông: Hãy săn sóc chiên con của Thầy. Người lại hỏi: Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy không? Ông đáp: Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy. Người nói: Hãy chăn dắt chiên của Thầy. Người hỏi lần thứ ba: Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không? Ông Phêrô buồn vì người hỏi tới ba lần: Anh có yêu mến Thầy không? Ông đáp: Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy. Đức Giêsu bảo: Hãy săn sóc chiên của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho anh em biết, lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý. Nhưng khi về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn. Người nói vậy, có ý ám chỉ, ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, người bảo ông: Hãy theo Thầy. Đó là lời Chúa. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu đã hỏi ông Phêrô: Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không? Vâng, hỏi một lần thì dễ trả lời, hỏi đến ba lần thì phải cân nhắc nhiều lắm mới dám trả lời lần thứ ba.
Chúng con không biết quý ông bà và anh chị em đã được nghe Chúa hỏi như vậy bao nhiêu lần rồi. Mà thôi, nếu không nghĩ xa nữa, hiện diện ở đây, con nghĩ đến là nếu mà người phối ngẫu của mình hỏi mình như vậy, hoặc là giờ phút này con cái của chúng ta hỏi chúng ta, chứ chúng ta không cần chưa nói đến chúng ta hỏi con cái của mình, mà con cái của chúng ta hỏi chúng ta có yêu mến chúng không, ông bà và anh chị em sẽ trả lời như thế nào? Nếu hỏi đến 3 lần thì tuyệt vời lắm, thật sự là mình sẽ biết được là con cái của mình nó thương mến như mỗi mình, nó ao ước được cái tình yêu của mình với lại con cái cháu chắt của mình. Nếu như vậy thì cũng rất là hạnh phúc. Những câu hỏi như câu hỏi mà Chúa Giêsu hỏi ông Phêrô ngày hôm nay không phải là cái câu hỏi của hiện tại, không phải là cái câu hỏi của quá khứ. Vì quá khứ của ông Phêrô sau trước đó Phêrô đã chối Chúa, đã thể hiện cái sự gọi là không yêu mến thầy của mình hết lòng hết sức rồi. Chúa không hỏi tại hiện tại, nhưng Chúa nhắm đến cái câu trả lời của ông Phêrô có yêu mến thầy hay không ở trong tương lai. Vì chính Chúa Giêsu sẽ trao cho ông một cái trách nhiệm, trách nhiệm ông phải gánh vác giáo hội sau này. Vâng, Phêrô phải trả lời 3 lần để Phêrô có thể gánh vác được trách nhiệm của Ngài như thế nào. Quý ông bà và anh chị em, có lẽ bài tin mừng ngày hôm nay đầu tiên khi được hỏi anh em có yêu mến, anh em yêu mến thầy, có yêu mến thầy không? Và khi chúng ta trả lời chúng ta yêu mến thầy của mình, chính Chúa Giêsu Kitô, thì Chúa lại nói với chúng ta rằng anh em yêu mến thầy thì hãy chăm sóc chiên của thầy. Có lẽ đây là câu trả lời nhằm vào, câu nói nhằm vào hàng giáo sĩ. Nhưng sau cùng mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm liên đới của vận mạng của chúng ta, vận mạng của phần cứu rỗi của mỗi người chúng ta với anh em của chúng ta, đối với những người thân thương của chúng ta, nơi gia đình, nơi bạn hữu xa gần, nơi những người chúng ta quen biết. Vâng, chúng ta có bổn phận phải chăn dắt, phải nuôi nấng và đưa anh em của chúng ta và gìn giữ họ trong đức tin, trong vai trò làm cha làm mẹ, làm anh chị em thân thuộc, trong vai trò làm những người lãnh đạo trong các hội đoàn, trong vai trò của các giảng viên giáo lý. Chúng ta đóng vai trò của những Kitô hữu có trọng trách, có trách nhiệm để chăm sóc cho anh chị em của chúng ta, những người mà Thiên Chúa trao gửi đến với chúng ta trong gia đình, trong cộng đoàn và trong xã hội ngày hôm nay. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta trong trách nhiệm chúng ta đang gánh vác, và trong tương lai chúng ta hãy tiếp tục yêu mến Thiên Chúa và làm tròn bổn phận mà Thiên Chúa đã trao gửi cho mỗi người chúng ta. Bổn phận làm vợ, làm chồng, làm ông bà, cha mẹ, là những người hướng dẫn đời sống đức tin. Chúng ta xin Chúa Thánh Thần thánh hóa mỗi người chúng ta và thêm sức cho mỗi người chúng ta để chúng ta tiếp tục vâng giữ lời chúng ta đã hứa với Thiên Chúa trong khi chúng ta lãnh nhận các bí tích mà chính Chúa Giêsu đã giúp chúng ta, để cho chúng ta trở qua giáo hội, để chúng ta trở nên con cái của Thiên Chúa, là anh chị em với nhau.
Xin Chúa cho chúng con biết làm tròn bổn phận và biết cầu nguyện và biết đem lòng yêu thương đến những người mà chúng con có phận sự phải chăm lo trong phận sự mà chúng con làm cha, làm mẹ, làm anh chị em, làm bạn bè và ngay cả với tha nhân. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rồng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa xin ghé mắt nhân từ nhìn đến của lễ chúng con dâng và sai Thánh Thần đến thanh tẩy chúng con cả xác hồn, khiến cho lễ này đáng được Chúa vui nhận. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì Chúa Giêsu vua vinh hiển, đấng chiến thắng tội lỗi và sự chết, trước sự ngỡ ngàng của các thiên thần lên trời cao thắm, làm đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, đấng xét xử trần gian và là Chúa muôn loài, người lên trời không phải để lìa xa thân phận yếu hèn của chúng con, nhưng để chúng con là chi thể của người, tin tưởng được theo người đến nơi mà chính người là đầu và là thủ lãnh của chúng con đã đến trước. Vì thế, với niềm hân hoan chứa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con
mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Michael chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi vinh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Quý ông bà và anh chị em, chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng con dự tiệc thánh để thanh tẩy và bồi dưỡng chúng con. Xin cho hồng ân chúng con vừa lãnh nhận đem lại cho chúng con sự sống đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban muôn phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.